MC vị tranh mới sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Áng mây cứ trôi lênh đênh giữa trời, giấc mơ này lớn hơn tất cả mọi thứ trên đời. Bốn bước từ mặt kính trong họ nhìn xuyên qua hết rồi, kéo nhau để mà đến xem như những vị khách không mời. Bao lời người khẽ lời nhận sẽ thật thù, như giông bão cùng mây đen và sấm sét cầm cự. Ở bên cháu là thằng nhóm đang muốn tìm cách cầm cự, làm người hoài nghi ai còn lại khi anh đi đến thật cùng. Quan tâm cho người công nhân lao động đang xây, mang nhau phòng chú công an mai ngủ. Quan cũng cho bố đã từng nên nuôi con và những người mẹ già sau bao nhiêu năm lam lũ. Đến cuộc thi với một thông điệp tốt đẹp, biết mình biết ta và cũng chẳng muốn tranh đua. Đối với anh em cũng là quán quân, vô địch thiên hạ với cái món cà chua. Không cần đánh giá, không cần đánh hạng, chỉ cần mỗi khi điểm đều đóng chung. Lời đọc đều hẳn phải không có ngoài ai, sống như nào cũng được vì là nó hợp qua. Come on.
mày chỉ chê bỏ thập tập theo hip hop đi la cà. Bây giờ mày hiểu cảm giác của những đứa con xa nhà. Và nếu như là ngày đó mà mình từ bỏ thì chắc đã không có thằng liệu của ngày hôm nay rồi. Chỉ tiếc là dòng thời gian không thể được cho một ai đã đứng ở ngoài chân thân con còn mấy chút còn anh em mình thường hay ngồi tất cả. Người em ăn đều xứng đáng sống chung một thời cùng sinh lão độc cao. Thành công rồi sẽ tới vào một ngày không xa nữa. Ngày mai những cơn mưa cũng là chỉ một vòng hoa nữa. Người mẹ già sau bao nhiêu năm lam lũ, anh nên tốt theo với một thằng đẹp tốt đẹp, biết mình biết tha và cũng chẳng muốn tranh đua. Đối với anh em cũng là quái quân, vô địch thiên hạ với cái món cánh chua. Không cần đến đá chẳng được danh hiệu, chỉ cần mỗi ngày kiếm đều đều đắm chiều. Lời đặt tiêu anh lại bỏ qua tay, sống thế nào cũng được vì là nó hợp ai. Vương miện chỉ là ngu thôi.
ta chỉ là ghế ngồi. Trái đất vẫn quay ngày cứ trôi. Vì ai đó đã sắp đặt nó như thế rồi. Quá nhỏ. Lời giọng cũng qua được nhỏ mà. Cái giọng của cái giai đoạn ca nó nhỏ. Thì mình chỉ mà nghĩ là mấy cái bạn quay ha. Rồi đó. Áng mây cứ trôi và lênh đênh giữa trời. Giấc mơ này lớn hơn tất cả mọi thứ trên đời. Bốn bức tường bằng kính trong họ nhìn xuyên qua hết rồi. Kéo nhau để mà đến xem như những vị khách không mời. Bao lâu người khen lời nhận xét thật thù. Như giông bão vòng mây đen và sấm sét gầm gừ. Ở bên trong là thang ngáo đã có tìm cách gầm gừ. Làm người hoài nghi ai ở lại khi anh đi đến thật buồn quá. Vương miện chỉ là mũ thôi. Ngày vàng chỉ là bí môi. Trái đất vẫn quay ngày cứ trôi. Vì ai đó đã sắp đặt nó như thế rồi. Việt All Star Concert 2023 mua vé ngay trên vshop.vn. Sở hữu vé fan zone, sở hữu tầm nhìn sân khấu 360 độ, sở hữu vé GA, sở hữu tầm nhìn bao quát cả hai sân khấu, sở hữu vé VIP có cơ hội dùng tiệc tối cùng quán quân và á quân Rapid Bubba, sở hữu vé VVIP có cơ hội trở thành khách mời khu vực President. Mua vé ngay trên vshop.vn. Cơ hội sở hữu vé Rap Việt All Star Concert 2023 miễn phí duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Xem ngay mỗi tối những chương trình được yêu thích nhất. 20 giờ thứ hai bà Tư Hoa Vương, 21 giờ thứ sáu ca sĩ mặt nạ The Mask Singer Việt Nam mùa 2, 20 giờ thứ bảy Rap Việt mùa 3.